Hiện tại, những thông tin và hình ảnh về chiếc bánh mì Việt Nam đang chiếm spotlight toàn tập trên mạng xã hội, được chia sẻ rộng rãi khắp các diễn đàn lớn nhỏ trong nước. Dù từ lâu đã được xem là đặc sản nổi tiếng của nước ta, thời điểm hiện tại bánh mì bỗng nhiên được nhắc đến liên tục đều có nguyên do cả đấy. Cụ thể, việc được xem là nguyên nhân sâu xa của những chia sẻ này là do một số du khách Hàn Quốc đã cảm thấy khá khó hiểu khi được phục vụ món bánh mì trong bữa sáng. Liên quan đến việc 20 du khách từ Daegu Hàn Quốc đến Đà Nẵng từ chối cách ly, dù họ đến từ vùng dịch COVID-19, các du khách này đã than phiền rằng chỉ nhận được vài mẫu bánh mì, buổi sáng, xem bánh mì như một món ăn tạm bợ. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy rất oan uổng cho chiếc bánh mì, bởi trên thực tế thì bánh mì Việt Nam thật sự đã nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới. Bánh mì chính là chủ đề bàn tán hát nhất trên mạng xã hội Việt Nam thời điểm hiện tại. Không chỉ là những bài đăng chia sẻ ảnh chụp của bánh mì thông thường, mới đây cộng đồng mạng lại được dịp phát sốt trước bộ tranh vẽ 2D minh họa lại nhiều thể loại bánh mì Việt. Nhanh chóng, album ảnh này đã nhận về hơn 26k reactions cùng hơn 21k lượt chia sẻ trên Facebook. Bộ tranh 2D mang tên Bánh mì Việt Nam đang được chia sẻ nhiệt tình trên Facebook, thể hiện lại nhiều loại bánh mì đặc trưng nhất của nước ta. Viết trên bài đăng, Practicas cũng là nhóm tác giả chính tạo nên các tác phẩm đầy sáng tạo này cho biết, Bánh mì Việt Nam là bộ tranh khẳng định nét đẹp của các dòng bánh mì đặc trưng dân tộc Việt. Chỉ trong vòng 9 tiếng đồng hồ thực hiện, bộ tranh đã cố gắng khái quát nhất có thể các dòng bánh mì đặc sắc nhất của nước ta. Không còn là những ảnh chụp thực tế đơn thuần được đăng trên mạng nữa. Nhiều loại bánh mì truyền thống như bánh mì kẹp xíu mại, bì, chả cá, thịt nướng, đến cả những phiên bản biến tấu đặc sắc hơn như bánh mì cay, bánh mì ép, bánh mì kem, bánh mì thanh long, đã được thể hiện lại bằng những đường nét vô cùng uyển chuyển, tài tình của các họa sĩ, giúp tôn vinh hơn tầm quan trọng của bánh mì trên bản đồ ẩm thực Việt. Ảnh, Lung Anh ảnh, Nguyễn Duy Hưng ảnh, Nguyễn Quốc Hoàng ảnh, Hồng Nhi ảnh, Lê Đắc Hung ảnh, Linh Linh Bi ảnh, Nguyễn Nhân ảnh, Minh Hoàng ảnh, Linh Nhung. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn vẫn bày tỏ sẽ trọn vẹn hơn nếu album có thêm những bức tranh về các loại bánh mì bình dân đặc trưng khác, như bánh mì nướng muối ớt, bánh mì hấp mỡ hành, bánh mì chân tổ, bánh mì kẹp xôi. Tuy vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà những tác giả trẻ đã có thể vẽ nên những tác phẩm hoàn hảo và đầy tự hào thế này, thì vẫn xứng đáng nhận được một tràng vỗ tay từ cộng đồng người Việt chúng ta. Ảnh, Perdovinci ảnh, Vĩnh Lộc ảnh, Tiến Chủng ảnh, Victory ảnh, Nhật Trần ảnh, Chương Tran ảnh, Nguyễn Tất Sĩ ảnh, Phan Phan Nguồn và ảnh, Practicas Let's Block Us. Oi.